Kim làm một ly cà phê uống hả mọi người? Cà phê Kim làm rất là đơn giản luôn. Chỉ có cái này là Kim làm giống như cà phê hòa tan đó thôi quý anh chị. Kim làm cái loại cà phê Nescafe này nè, cái loại cà phê hòa tan này ha. Thì Kim đã cho cà phê này vô trong đây. Cái hộp này là Kim đựng, cái màu đậm hơn là Kim đựng cà phê nè, cái màu nhạt Kim đựng đường. Cái màu mà nó đậm hơn cái này mà nó nhạt hơn cái này thì Kim đựng trà. Dễ nhớ đó. Kim sẽ cho một chút xíu sữa. Kim làm bằng sữa tươi ha. Mọi người cũng có thể làm bằng sữa là bằng nước nóng cũng được, một chút xíu sữa tươi thôi. Kim hâm nóng lên. Kim sẽ cho vô đây một muỗng đường. Kim làm đường nâu hả mọi người. Cà phê tùy cô chú anh chị mà thích uống đậm á thì sẽ cho 2 muỗng ha. 3 muỗng nước nóng, nước sôi đó, hoặc là 3 muỗng sữa gì đó, tùy mọi người. Đây. Rồi bây giờ Kim sẽ đánh lên. Lấy cái này nè. Nếu như mà mình không có cái cây này đó, mình cũng có thể dùng cây đũa hoặc là cái bất cứ một cái gì đó mình quấy đều được ha. Mình quấy đó. Kim cho một muỗng đường nè, một muỗng cà phê ha, 3 muỗng nước sôi, nước đun sôi. Đánh khi nào mà nó lên bọt như vậy nè, bọt nó nhuyễn hết là được ha mọi người. Mình sẽ cho một muỗng kem béo cho cà phê mình nó được béo ha mọi người. Một muỗng kem béo lạnh ha. Kim chỉ cần đánh cho nó sánh bọt mịn lên như vậy nè là được ha mọi người. Đây. Sữa tươi. Xong mình cho cái phần kem béo này lên trên nè. Vậy thì cà phê của mình sẽ có vị đắng của cà phê, hơi ngọt và béo của kem đó ha mọi người. Đây Kim có một ly cà phê thiệt là hấp dẫn luôn nè cô chú anh chị. Xin mời mọi người nha. Cái kem mà Kim dùng là cái kem này nè, Double Cream hả cô chú anh chị. Mình có thể dùng cái kem nào cũng được hết á. Xin mời cô chú anh chị nha. Cái ly cà phê này tính ra là Kim làm 2 muỗng. Tại vì một muỗng là đánh với kem béo ha, một muỗng là đánh với đánh riêng. Thì nó cũng nặng đó. Đối với Kim là nặng, thì thường Kim chỉ uống có một muỗng thôi. Nhưng mà cái cà phê này nè rất là ngon của chú anh chị. Giống nó ngon hơn là cà phê mình đi uống ở quán nữa. Làm như là cái khẩu vị của mình á, ở nó hợp như vậy thì Kim thấy ngon, còn không biết nhiều người thì sao ha. Nhưng mà Kim thấy nó vừa có vị béo của kem nè. Và nó có vị thơm của cà phê, khi mình đánh lên nó thì nó thơm hơn là mình pha cà phê bình thường ha. Không cần phải tốn tiền đi quán cà phê, rất là ngon luôn, rất là béo, rất là ngon luôn. Uống có ly cà phê à mà bài ra quá trời luôn, bây giờ phải dẹp. Cái cherry nè, Kim mua nè. Với lại cherry Kim hái ở nhà tới bữa nay vẫn còn trong tủ lạnh luôn. Lấy muối tôm ăn.
Cái cherry mua thì nó ngọt hơn, theo chú chị cherry ở nhà hái thì nó chưa có chín đó, nên nó còn hơi chua chua. Chấm muối ăn nè, chấm muối cơm. Cherry nó màu đỏ, mình phải lấy cái khăn màu đỏ nó đổ tùm lum hết trơn. Nó chỉ ra là nó ra cái hạt nè. Giữ con cho mình đi làm được đâu, mà gửi trẻ đó, nếu mình gửi đi còn mắc tiền hơn là mình đi làm nữa, tại Kim làm thợ phụ mà lương đâu có bao nhiêu đâu. Cái xoài này nè, cuốn gỏi cuốn cũng ngon lắm chú anh chị, hoặc là làm gỏi xoài nha. Cái xoài chín chín như vậy nè mà nó chưa có mềm quá đó là mình làm mà gỏi cuốn. Xài ngọt ngay à?
Mùa hè bên này trái cây ngon chứ chị. Mùa đông lạnh thì nó trái cây nó chua hơn mùa hè. Nhưng mà mấy cái xoài này nè, đâu có trồng ở Anh được đâu. Cái này là nhập ở chỗ khác đến. Cái xoài ngon. Này để Kim tối đi nấu cháo trắng á. Sáng cho chị ăn cháo trắng với trà bông đi học. Mà Kim á, Kim nấu cháo trắng cháo. À, nấu cháo yến mạch. Cái này chị biết là gì không? Trà bông. Chị nói đi, trà bông. Trà bông heo. Là thịt heo á. Biết thịt heo không? Cái này làm bay áp em à? Bay áp thì ở bên đây bây giờ làm bay áp rất là phổ biến nha mọi người, giống như là build the gel á, không phải là đắp bột mà giống như cái gel đắp lên móng nè cho nó cứng móng. Rồi thợ ở trong shop bây giờ toàn là hot boy không em à? Em quê ở đâu á? Em quê ở Nghệ An chị. Nghệ An hả? Làm neo được, làm nghề neo được bao lâu rồi? 10 năm. Nhưng chị đừng quay em làm pha xử lý hơi công kênh này. Xử lý hơi công kênh. Có sao đâu mà. Cái tay bà này nó đen hơn tay Vũ luôn rồi trời. Bà này bà nhuộm mà. Ừ. Được không chị? Đẹp. Đúng không? Đẹp rồi. Trời đó đều rang luôn. Rồi, thắng hàng chưa? Em giật đi đất. Rồi, này, đau, chưa thấy đó, đau rồi. Giật qua chảy nước mắt rồi kìa. Rồi, giật lên. Em nắm thích chỗ này nè. Để em tự nhu vào đi cho mẹ, em đau. Quá. Còn con nhiều. Ủa không. Ủa rồi nhôi. Khiếp ra hết luôn. Sọc của cháu này chìa nhét kìa sâu quá. Cái này nó vào tầng trong xá em mới khó chịu ấy. Rồi làm xuống đây. Học đạo trà nó xuống ăn đó hả? Nhưng mà nó thấy chi nó sợ lắm. Ở đây người dân người ta để đậu dưới gốc cây này cho cô chú anh chị, cho mấy con sóc ở lại nó ăn nè, nhiều lắm. Cái này là có đậu đã lột vỏ sẵn rồi nè mọi người. Đậu đã lột vỏ sẵn nè. Còn bên đây là giống như hạt bí, hạt hướng dương, hạt lúa gì đó, hạt bắp nữa. Nó để ra nhiều lắm. Còn này là đậu còn vỏ nè, nó cho mấy con sóc ăn nè. Ừ. Chị thấy con mèo rồi. Mèo của ai nó nằm ở đó, nó chị đừng đụng nó, nhiều khi nó sợ nó cắn con á chị à. Đứng nhìn thôi chị. Thôi đi về con à chị. Please can we see a closer? Mèo hả?
Nhưng mà nó xả chi lại nó sẽ chạy đó. Mà please call me. Ok. Nó làm chi kêu mẹ là lại gần con mẹ, nhưng mà chị đừng đụng nó nha. Nó lạ, nó sợ cắn chi á. Rồi nó chạy mất tiêu rồi chị à, đi mất tiêu rồi chị à. Thôi đừng có đi vô đó, cái bình điện ở trong đó đó chi. Hả? Chi Chi rất là thích mèo mà cô chú xin ba nuôi mèo hoài mà ba không có cho. Về nhà nói ba đi. Ba không cho thì thôi chứ mẹ đâu biết nè. Thôi đi con. Chị lớn chút nữa đi rồi chị biết chăm sóc mèo rồi chị nuôi. Chứ giờ chị nuôi. Chừng nào chị lớn chút nữa chị để dành tiền đi. Ở đây nè, đó, cái tiệm ngoài đó đó. Pet shop á. Ừ. Dạ. Ờ nhưng mà không phải hôm nay đâu, mai mốt đi. Em đi kem ra cho em Chi nè ông bà cô chú ơi. Em Chi đi học về thay đồ xong là em Chi đi ra đây ngồi rồi nè, vẽ rồi nè. Chi kem cho Chi nè. Ngon. Kim làm này không ngọt quá ha cô chú anh chị. Xin chào con đập cô chú, con đi học về rồi. Rồi, con đập hai cái trứng vô đây nha. Biết đập không? Ừ. Bữa mà chỉ cho đập rồi. Đập một cái mạnh luôn. Rồi đúng rồi. À nên để ngón tay vô trong lỗ này nè. Bấm vô ơ vậy nè. Đè vô. Rồi tách ra. Đúng rồi, giỏi. Ấy trời. Rồi cái thùng rác ở đây nè, thấy thùng rác đấy không? Mẹ, con đi kia. Ừ, rồi khăn. Rồi đập thêm cái đó nữa đi. Giỏi quá. Rồi, khăn nè, lau tay. Rồi chị lấy cho mẹ vô đây miếng tiêu, mở nắp này ra. Để vô đây chị mới gớt tiêu tùm lum, mở ra, mở nắp này ra. Đây nè, cái miếng này nè, mở ra. Đúng rồi, rồi. Để xuống đây, rồi bấm cái nút này. Rồi ít ít thôi nhiều á, cay chị đang nấu được đúng không? Ừ. Rồi muối. Muối. Xè tay ra. Nó hai cái trứng là bao nhiêu muối nó là được rồi biết không? Rồi để cho nó quậy quậy cho nó đều đi. Quậy vậy nè, đừng có quậy vậy là nó không có chạy đâu. Quậy đánh vậy nè, đập cho nó cái đó đi nha, mà chỉ qua cái này nữa. Đập cho nó tan ra hết, chưa có tan đó. Chế trứng lên đây. Tôi chỉnh cái mặt á, đưa cái mặt xa ra. That like. Rồi kéo ra, kéo.
Xin mời ông bà cô chú ăn cơm với Chi Chi nha. Hôm nay Kim có cái này là cơm nè. Cái này là Kim có thịt kho để mẹ làm cho. Có chút xíu không biết ông Biển nha. Thịt kho của Kim nè. Cái này là lúc nãy em Chi cho làm trứng nè bà cô chú. Trứng với thịt xào, thịt nguội, dưa leo với xoài. Kim có một ít ngò, bữa nay Kim không có rau sống. Đây con lấy nguyên cái miếng này nè. Trứng ngon quá. Con lấy nguyên miếng này nè, nhìn mẹ nè. Để vô đây luôn nha. Rồi, nhìn mẹ làm tới đâu con làm tới đó. Ok. Để cơm lên. Anh biết muộn về. Để cơm lên đó. Rồi chị lấy cái muỗng chị quét cơm ra. Chị biết làm không? Vậy nè. Lấy cơm qua đây. Lấy cơm qua đây. Lấy cơm qua đây. No. Dưa leo lên, phải có dưa leo nữa, phải có rau ăn nó mới heo thì chứ à. Rồi mang gồ. Nó để lên này nó mới đẹp nè chứ nè. Ăn gồ. Trứng. Ếch. Baby. Không phải để ngay lại ăn chảo chứ. Nhưng mà để thịt heo vô cho. Để mấy cục thịt nhỏ này cho chị dễ cuốn nè. Không. Nó chỉ thế. Đó. Rồi xong, cuốn chưa? Chuẩn bị cuốn chưa? Cuốn lại. No, can you do it to me? Rồi để mình làm cho nó cuốn mạnh lên. Take the first one. Ngon. Bà ra mệt chứ đáng lẽ thôi bớt một cái chén cơm thì múc đồ ăn cho nhanh. Bà ra cho em Chi vui đó cô chú anh chị ơi. Đây. Có rồng biển. Cảm ơn. Chấm với cơm thịt kho ăn.
Con thấy luôn. Then egg and that's it. Rồi vậy đủ chưa? Hai nữa. One more scoop not done. Để mẹ làm cái cho con nha. Egg please. Đưa leo đi, ăn dưa leo nó cho nó ngon. No. Cho nó healthy. Biết không? Nhiều khi á Kim làm video mà có cho chị ăn á, nó lăng xăng cũng sợ ông bà cô chú nói nữa. Bữa cũng có người nói Kim là đi ăn mà không để ý con, nhưng mà thật ra là nít nó như vậy đó mọi người, nó không có tập trung ăn. Mẹ đang là chi đó chị biết không, chị biết mà đang nói chi không, biết không, còn giả bộ buồn nữa. Ăn nhanh đi con à. Đó, ăn mà nằm vậy đó. Hồi trước khi mới ăn cơm chỗ làm, bây giờ cái khi cũng thấy ngán luôn đó mọi người. Có rau ăn vô đỡ ngán. Cơm xong rồi đó cô chú anh chị ơi. Em Chi lúc nãy cũng ăn hết mấy cái đó luôn. Ăn xong vừa xong là ra ngoài dễ nữa rồi. Sáu giờ hả mọi người, 6 giờ chiều rồi. Em Chi thiêu cơm chút xíu đi. Cái đi tắm cho Chi rồi nha. Lên đọc bài là đi ngủ luôn đó cô chú anh chị. Đọc sách là đi ngủ luôn.